Trại bò Thanh Tính xin chào anh em. Hôm nay trại có về hai con bò mới nha. Anh em coi được thì liên hệ. Anh em có thích thì liên hệ ha. Con này xám anh em. Siêu xám. Con này luồng 1m06 anh em. Bò 6 tháng anh em ơi. Chân cẳng khá tốt. Mặt đẹp. Siêu xám ha, lưng đôi. Đít không hung, đít nó dạng đẹp. Lưng đẹp. Lông sát anh em. Đây, quay xa xa cho anh em xem. Thì hơi tối á. Trại bò Thanh Tính nè, địa chỉ ấp 4 thành phố Cồn Kè Trà Vinh. Anh em có mua bò thì đến trại xem nhé. Con này thì dòng siêu xám anh em. Chiều cao nó 1m06 nha anh em. Thủ 1m06 nha. Đây. Con này thì con kem. Cặp chân thẳng anh em. Kem chân đẹp. Mặt đẹp. Con này 1m05 nha anh em. Lưng thẳng nha. Lưng dai đôi. Quay rất là xa ha. Đây, lưng thở nè, thấy không? Đó. Lưng thì hút gan, lưng nó như tấm dáng vậy nè. Chân cẳng thì ok. Chân vừa chứ không có chân cối nha nè. Anh em thích thì alo ha. Bò này thì nằm cái luồng là 6 tháng nha anh em. Lưng nó lưng đôi ha. Lưng rất là đẹp. Chiều cao 1m05 nha anh em. Nói chung thì bò lưng đôi cổ thẳng nha, F2 nha. Bò này là dòng bò kem á. Con này thì dòng 3B siêu xám. Cặp gì chạy bán giá tại chuồng là 43 triệu nha. Anh em khỏi trả giá nha anh em. Ở đây thì sẵn cũng báo luôn. Không có con bò mười mấy triệu nha anh em. Nhiều khi anh em ở xa xuống kiếm mười mấy triệu không có đâu. Luồng ở đây là bò đẹp là tầm 2 mấy triệu hết anh em. Cặp như thế này là 21 triệu 500 con. Đó. Là bò đẹp nha anh em. 43 triệu. Nè, cái luồng như thế này cũng 43 triệu đồng vậy đó anh em, bắt cặp thì là 43 triệu nước muối nha anh em. Và giá tại chuồng nha anh em. Đây, 3B nè, cặp gì cũng 43 luôn. Giá tại chuồng nha anh em. Em thì ít báo giá lắm, bây giờ anh em bắt một con hoặc bắt chục con nó cũng vậy anh em, giá nó vô đó là vô đó. Hai một cặp gì là cứ 43 triệu đó, giá tại chuồng. Ba B ha, cái này săn ba B để chuồng ha, ba B thì lúc nào cũng dễ bán ha. Đây, chuồng ngoài thì kem hết anh em. Cặp vừa là 43 vậy đó anh em. Con nào cũng đồng 21,5 hết. Giá tại chuồng ha. Riêng con này thì không có giá đó nha anh em. Trại bò Thanh Tính ha. Chỉ là ấp 4 thành phố Cồn Kè Trà Vinh. Báo giá rồi á thì anh em xem thì xem cho kỹ nha anh em, nghe giá thì nhắm được thì mình alo với em ha, để nhiều khi ngộ lắm, báo giá rồi nhưng vẫn điện lên hỏi giá là không hiểu tại sao. Ở đây là không có bớt nha anh em, nói chung mà em nói thiệt với anh em luôn, à tôi bán một giá gì đó nhưng mà tôi mua bán lẹ hoặc là anh em mua gì cũng lẹ. Còn cái tánh nuôi hồi đó giờ tôi đi mua bò cũng vậy, hoặc tôi bán cũng vậy. Không khi nào mà em giảng một kèo cửa nó 300 ngàn. Không, cái chuyện đó là không làm. Tại cái tánh vậy. Anh em làm kèo cửa rồi anh em bớt 100, 200 thì em nói thiệt anh em luôn, mấy con bò đó anh em mua về nuôi không có lời lớn, không có suôn sẻ. Mình mua lẻ gì mình nuôi lẻ ha. Ưng là mình mua. Cái gì mà không ưng thôi, thích thì mình mua anh em. Những bò độ thì anh em biết rồi đó. Giá trị nó phải khác. Đâu phải con bò cái nào nó cũng được đẻ con bò độ đâu.
anh em nuôi chục con hoặc tầm khoảng được hai con là đẻ ra nhé được đẹp, hai ba con đâu phải con nào cũng độ đâu, phải con nào cũng đẹp. Nhưng mà em nói thiệt, đẹp mà rẻ là không có. Con này thì cái đuôi nó hơi cong chút, nó đẻ ra rồi đó giờ nó vậy cong cong, có tật có tài chứ đẹp lắm nha. Chiều cao nói chung mấy bò này luồn 1m05 hết chân luôn anh em, cứ 21,5 triệu con con, giá tại chuồng nha anh em. Bây giờ mua 10 con cũng vậy, nó cũng không bao xe luôn. Tại vì ở đây là giá tại chuồng là anh em biết rồi đó. Còn ví dụ như anh em, nếu mà anh em thích bao xe thì em tất nhiên em phải cộng cái tiền xe đó lên, em cước giá lên con bò lên em cũng vô đó thôi. Thay vì bây giờ anh em muốn tới chạy mua thì em sẽ điện xe hỗ trợ giá cả giùm anh em đó, thì có thể là người ta ăn rẻ cho anh em là cái đó hợp lý đó. Như anh em lâu lâu xuống thì hiển nhiên người ta, anh em điện người ta cái người xe thì nó săn mắt, còn như em ở đây em chạy thì em điện hiển nhiên nó phải ăn rẻ rồi đúng không đó. Thì ở đây mình chơi công bằng như vậy đi, bữa nay là chơi công bằng cho anh em vậy đó. Ngày ngày tốt rồi. Ngày về bò hơi tối nha. Cặp này thì mới về. Nói chung ở đây bán con bò nhiều khi đăng lên thì cũng có những anh em thích, còn có những anh em không thích, tùy theo sở thích của mỗi người. 9 người vạn người, 100 người bán, vạn người mua. Em thì nói chung đi ra mua bò thì rất rẻ lẹ làng, bò mình ưng là mình mua, còn bò này không ưng là thôi khỏi coi. Nói chung ở đây bắt con bò thì anh em nhìn cái da trước ha, cái da trước con bò nó rất là quan trọng. Khi anh da nở đó, anh cổ thẳng nó thì sau này, hoặc cái chân anh móng đứng thì sau này nói chung anh mới đi đường dài tốt, anh nuôi anh có thịt. Còn anh cổ dài cổ lép thì tôi nuôi, anh nuôi suốt đời vì anh cho nó ăn vàng nó cũng không lên được như người ta nữa, nó có cái cổ nó không có giữ được như người ta nữa. Thì tiền nào của nó anh em, nếu anh em muốn 10 mấy triệu hoặc là có con bò 8-9 triệu vẫn có, nhưng mà nó không đẹp bình thường. Nói chung em đi gặp bò 8-9 triệu hoài gì nó không đẹp, nó lép xẹp à, nó hoặc là nó hay 18-19 triệu nó cũng có luôn, nó bự nó cao nó cũng có luôn, nhưng mà nó không có dai có đít. Con bò dỗ béo á, anh em phải lựa con bò ở đây một khác với con bò thường xin hồi xưa. Là ở cái chỗ nếu như cái ban đầu cái con giống mà anh em nhập vô mà nó không có đẹp, nó lép lép thì suốt đời nó lép nó. Còn cái con bò Pháp nó ngộ gì đó anh em, anh em phải lựa nó dai đít sẵn nó. Cái đít nó nhọn, cái đít nó nhọn cong là thôi rồi thôi, cho nó ăn vàng nó cũng lên như người ta. Cái lỗi nó vậy, cái con này xiết khớp mỏ xiết nói ra. Ở đây bắt thì anh em để đi bò toàn lông sát rồi. Bò thì anh em ơi, bữa nay có cỏ nó vô nó tràn vô máng ăn luôn anh em. Nói chung bò ở đây thì khâu ăn uống thì tốt rồi đó, còn ăn thua là ở đây anh em bắt bò đẹp không, em bắt bò đẹp nghe anh em á. Thí dụ như mà bỏ tiền ra mua bò đẹp thì về nuôi cũng phải kỹ, chứ bây giờ bỏ tiền ra nuôi bò đẹp mà nuôi không kỹ rồi đổ thừa bò không tốt này khi kia nọ nó cũng có vấn đề đó nữa. Anh em cũng phải nói trước đó. Ví dụ như mình mua đẹp về mình cũng phải chăm sóc kỹ lưỡng, quy trình nuôi mình cho nó ok thì hiển nhiên thì nó phải phát triển tốt rồi, còn nuôi bỏ bê thì nó phải khác, tháng tắm lần thì chết luôn rồi. Nè, con này thì đích đẹp ok. Tinh này là cái con tinh, con này là cái dòng ba b kem mà con cha nó, cái chân của con cha nó không có thẳng cho nên đó, nó giống con cha nó ở trên nó không thẳng, có nghĩa là cái chân của nó với cái lưng của nó anh em nhìn là nó khác liền, nó có cái độ cong, có nghĩa là đầu của nó thấp hơn cái đít. Còn cái con này nè, cái con này là cái tinh con cha nó khác nè, cái chân cha nó thẳng nè, nó cái lưng nó hở dây đôi nè, nhưng mà cái bộ lông của con bò này nó sẽ đóng khác, cái mặt nó đóng khác con bò đó, tại vì cái tinh con bò đực nghe anh em. Nè cái con này anh em thấy không, nó thẳng băng nè thấy không, cái cạnh đuôi nó cũng khác nữa anh em, con này nằm cạnh đuôi trên đuôi lưng, cái gu nó cao ngay chỗ này, nó hai cục gu, nhưng riêng con bên đây nó không có nè,
À, thấy không? Cái đuôi nó khác liền, thấy không? Đuôi nó hơi nhỏ hơn nhưng mà cho nên không có hai cục vuông, hai cục vuông nó rất là nhỏ. Nó nhưng mà đừng ngược lại cái lưng nó nở, nở dữ. Đít nó dữ hơn, đít nó phè dạo xuống, còn con bên đây là đít, đít nó đít đùi gọ, nó phè ngang, còn con này là đùi dạo xuống nè. Nó. Tại vì bây giờ cái tinh con bò nó nhập về mình đâu có biết đường đâu nó. Cái tiêu chí con bò Pháp là anh em cứ lựa chân móng đứng dai đít thì giữ, lưng phải chè hẻ. Khi con bò mình đứng là lưng nó phải da đôi, nó nở vậy nè. Nó anh em thấy không? Nè. Đó. Nè. Con bò của trại em lúc nào anh em quay lên anh em lại coi thử để ý đi. Cái da nở không? Hổ khi nào mà da chiết chứ. Nó, cái chỗ này nè. Mà cái cổ nó thẳng băng nè. Cái cổ cục nó thẳng băng nè. Em nói thiệt, cái con bò như thế này, bây giờ cái con bò mà cổ dài nó bự hơn, nhưng mà nó cổ dài đi, em cho anh em lớn hơn, rẻ hơn là 2 triệu, 3 triệu. Em vẫn không mua bò đó, nhưng em vẫn bắt bò này. Tại vì sao con bò này mắc tiền hơn, nhưng con bò này em đi đường dài, em mua kinh tế nó sẽ cao hơn những con bò đó. Ở đây, trước khi mà tôi đi ra tôi bán bò, và tôi đi nghiên cứu rất là nhiều nơi, tôi tham khảo rất là nhiều nơi rồi, nghiên cứu rồi, chỉ có cái con bò đẹp mình nuôi mới kinh tế thật, kinh tế mình nó cao được, còn ham đẹp mà rẻ thì cũng không xài được, có vấn đề lỗi. Còn ham rẻ mà nghĩ cái tương lai là nuôi nó sẽ kệ bắt rồi ôm đấu gì về dỗ nó lên, không có đâu anh em, con bò Pháp là nó không có chuyện đó đâu em. Anh em nuôi con bò xin ngày xưa thì nói ví dụ mà ốm đói thì nuôi nó lên, còn bò Pháp anh em bắt làm đít nhọn thì nó thiệt chứ anh em, không bao giờ lên được như ta đâu. Nuôi đi thử đi, nói chung ở đây nói nhiều khi có những anh em không tin, có những ý kiến trái chiều biết chắc, nhưng anh em là nuôi rồi mới biết. Ở đây em nói thiệt, không phải em nói chung là nhỏ thiệt, nhưng mà cái nào em thấy hợp lý em mới nói thôi. Không phải em nói bán bò mà em lúc nào cũng nói bò em cũng tốt hay gì, nhưng mà mình nói công bằng ở cái chỗ là đẹp đó. Là cái gì cũng dễ chứ, nó đẹp là nó dễ nuôi, nuôi từ cái khâu ăn uống nó cũng dễ, mà sau này anh em bán cũng dễ, gán khui gán mắt con bò đẹp. Không riêng thí dụ như em, không phải là buộc anh em phải bắt chạy của em, có thể anh em đi chạy khác cũng vậy, anh em cứ lượng bò đẹp bắt đi. Mình bỏ tiền ra đồng tiền, mình từ khổ mình kiếm được cái đồng tiền mình bỏ ra để mình mua con giống gì mình nuôi, thì gán cố gắng mình bỏ thêm một chút nữa để mình bắt được con bò đẹp. Đừng bao giờ bắt con bò xấu, nuôi rồi hối hận. Tôi thì cái bắt con bò xấu, bắt con bò đẹp về cắt cỏ thôi, nhìn nó ăn thôi mình cũng sướng nữa. Chứ đừng có nói. Rồi dòng cái thứ mà lép lép dài dài, tôi nói thiệt, chuồng tôi mà đưa vô mấy con bò đó là thôi cỡ nào tôi cũng suốt cái ngày đi liền, không khi nào tôi để lâu được. Không ưa mắc rẻ, nhiều khi mua bị kẹp vô mắc rẻ cũng tống đi, không thích. Con này lưng da hở vậy đó anh em, cứ 21,5 triệu con, anh em thích con nào bắt con đó, bỏ con bò đít muối đó lại, quên nữa, riêng con này nữa anh em bỏ con này lại nữa, con này 21,5 triệu là lên dàn xề liền. Con này là 22,5 triệu nha anh em, con này là 22,5 triệu với con bò bông đó là bỏ riêng ra, nó còn nhiêu là 21,5 triệu, anh em thích bắt nào bắt, giá tại chuột nha. Rồi ok, thôi em kết thúc video. Nói chung là quay con bò, rồi anh em cầm cái điện thoại anh em quay nghe đi, rồi anh em mới hiểu tâm trạng của em. Nói chung mình lúc nào mình cũng muốn tâm quyết hết trơn á, mình khi mình đăng cái video lên người ta sẽ kiểm duyệt, cho nên là gắng cố gắng mình nói những cái gì mà mình cảm thấy nó tốt để cho bà con người ta chăn nuôi người ta đạt được hiệu quả thành công. Chứ không phải lúc nào mình cũng nói à cái chỗ mình là tốt không đâu, có những chỗ khác nó tốt hơn nữa, nhưng em chỉ khuyến cáo là anh em gắng cố gắng mua con bò đẹp. Nhưng mà đẹp thì biết rồi đó, không có rẻ tiền đâu, nhưng cũng như con gái đẹp vậy đó, nó không khi nào mà dễ cua cho anh em. Rồi thôi em kết thúc video để chơi thôi anh em, rồi thôi xin chào anh em ha, anh em xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ Trại Bò Thanh Tính ha, với địa chỉ là ấp 4 xã Thành Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Anh em đi đường không biết mở Google Maps, cái có nghĩa là cái bản đồ á, trong điện thoại mình có ứng dụng bản đồ đó đó, bấm Trại Bò Thanh Tính là em có định vị sẵn trên bản đồ đó, là anh em đi tới chỗ luôn.
Rồi thôi, kết thúc video. Xin chào, chúc anh em buổi tối vui vẻ ha.